Sang đây là con đường Hoàng Đạo Thúy, thưa các bạn. Chỗ này vắng, giống đúng y như nông thôn thôi. Tôi phải đi lên đây xem nó đi đâu. Vâng, vãng tanh vãng ngắt luôn, còn hết cho nói luôn. Chúng ta đứng ở từ xa nhìn về trung tâm thành phố. Vâng. Có thể là hàng tỷ tấn bê tông đổ vào mỗi một thành phố. Đây là vào khu công nghiệp. Ta phải quay lại thôi thưa các bạn.